Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là TNT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video về Minecraft Pixelmon nha mọi người. Thì mình đã không làm video trong khoảng 2 tuần vừa rồi bởi vì mình bận một vài công chuyện. Nhưng mà trong thời gian gần đây mình đã quay trở lại có livestream vào khoảng 7 giờ tối hàng ngày đó mọi người. Nhưng mà còn bây giờ mình sẽ là chăm chỉ ra video thường xuyên hơn. Và mình sẽ cố gắng ra video vào khoảng 11 giờ sáng đó mọi người. 11 giờ trưa chứ không phải là sáng nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ngủ một phát. Rồi, trong tập trước đó mọi người thì mình đã cho tiến hóa lên em Charmander thành em Chameleon. Và trong thời gian nhớ tập mình cũng đã cài level cho em Chameleon lên level 34 luôn rồi. Và mình cũng đã có được một em Swallow. Đây, đầu tiên nó chỉ là một em chim nhỏ thôi, nhưng mà trong thời gian 2 tập đó mọi người, mình đã tiến hóa cho em này lên thành dạng cấp 2 và em này còn có khả năng bay được luôn. Và một em Rabut nữa đó mọi người. Đây, em Rabut cũng tiến hóa cấp 2 rồi đây. Cũng rất là xịn sò luôn. Còn bây giờ mình sẽ mình nghĩ là mình nên chế tạo một cái PC đó mọi người để thuận tiện cho việc nếu mình bắt nhiều Pokemon á thì cái slot của mình cái bên này mình chỉ được chứa tối đa 6 em Pokemon thôi. Nhưng mà mình muốn bắt nhiều hơn á thì mình phải có một cái PC để nó chứa cho đó và hoặc là mình có thể đổi Pokemon ra ngoài gì đó, lấy những loại Pokemon mình thích thôi. Và cái PC này cần 6 miếng aluminum blade. Thì mình không biết là mình có aluminum, mình có 3 miếng aluminum blade thôi và mình sẽ đập thêm 3 miếng nữa. Cái đây đây mình hammer của mình. Rồi mình sẽ để trên này. Mình sẽ đập nhanh cái 3 miếng blade này luôn. Hình như 3 miếng blade này đập hơi lâu đó mọi người. Hay không? Ok, chờ một xíu nữa thôi, còn một miếng nữa. Rồi, và miếng này là miếng cuối cùng. Rồi, hình như cái cúp của mình sắp hư. Không phải, tưởng cái cúp của mình sắp hư chứ. Và tiếp theo là mình sẽ cần một cái tấm kính. Không biết là mình có cát hay không. Nếu không có cát thì mình sẽ lấy em chim của mình. Em chim này còn có khả năng bay đúng không mọi người, rất là xịn sợ luôn. Và mình sẽ đi tìm ra cái bờ sông này, hy vọng tìm thấy cát. Đây, có cát đây rồi. Rồi xuống mình sẽ đào một vài cái khối cát. Mình không có cái xẻng. Thôi mình đào bằng tay đi, chắc nhanh. Rồi, thiếu một cái nữa. Rồi, ok. Và tele về nhà. Tele về nhà cho nó nhanh đó mọi người. Và mình sẽ đi nung lên nha. Tiếp theo thì mình cần một cái redstone lamp. Thì hiện tại thì mình có 6 glowstone và 8 cái redstone. Hy vọng là đủ nha. Đó, một cái đây. Chắc là đủ rồi đó mọi người. Đây. Rồi, ok. Và bây giờ thì cần chờ nung cái kính này lên thôi. Ba cái rồi, lẹ. Thì trong tập này á, trong thời gian diễn ra tập với mọi người, mình có trồng hai hàng cây African. Và bây giờ mình sẽ thu hoạch nó luôn. Đây là màu đen nè, ở đây là màu hồng. Ở trên này thì sẽ có màu xanh nước biển và màu trắng. Rồi. Rồi bên này sẽ có màu xanh lá cây và màu vàng. Thì bây giờ trong này thì sẽ còn cũng rất là nhiều loại luôn. Và bây giờ thì hình như là mình thiếu một cái màu gì đó mình không nhớ nữa. Đây có 6 màu mà African. Mình thiếu màu đỏ. Phải là mình thiếu màu đỏ rồi mọi người. Không biết là có màu đỏ trong này không. Không có màu đỏ trong này luôn. Khá là buồn luôn. Hình như mình lỡ nung hết màu đỏ hay sao á. Mình không nhớ nữa. Để mình đem đi nung hết. Ok, lấy được tấm kính này. Rồi mình sẽ đem đi nung hết mấy cái African này luôn. Rồi, ở trên này thì cái này màu vàng. Ok. Thấy trên này còn dư aluminum nè. Sẽ cắt hết vào đây luôn. Và còn thiếu. Mình phải chế tạo cái kính nữa. Đây, 16 cái này luôn. Và một cái PC. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt cái đam mình. Để cái đam mình hammer này, mình sẽ làm một thứ cũng khá là quan trọng. Thì trong tập hôm nay á, mình sẽ dự định đi bắt một em Pokemon huyền thoại là em Groudon. Thì trong tập trước á, mình đã có được một quả Master Ball rồi nè mọi người, rất là xịn sò luôn. Nhưng mà mình sẽ dùng một cái mình đã có một cái cheat để bắt được em Pokemon huyền thoại, đó là Groudon. Thì
Bởi vì anh có một em đó là em Chameleon. Hay em này nhưng mà mình phải đợi em này tiến hóa lên cấp 2, cấp 3 lận. Nên bây giờ mình sẽ cố gắng đi farm level cho em Chameleon này luôn. Để bắt được em Rodon á thì mình thấy cái quả có một cái quả Heavy Ball. Thì bởi quả này cũng khá là xịn luôn. Bởi vì quả này sẽ bắt những cái Pokemon có trọng lượng nặng đó mọi người. Thì mình sẽ cố gắng làm nhiều nhiều quả này một xíu để mình sẽ cố dồn hết sức lực để bắt em đó luôn nha, em Rodon luôn nha mọi người. Thì em này thì để bây giờ mình sẽ đi đập cái này một phát đã. Trang bị cái này trên tay. Đó, đi đập cái này ra. Rồi, ok, và mình cần thêm mấy cái miếng này và chín cái này. Ô, vừa đủ luôn. Khá là căng. Rồi, và bây giờ mình sẽ ghép vào. Đây, được 9 quả Heavy Ball. Không biết là còn nữa không. Ok, và được 12 cái Heavy Ball. Rồi, và bây giờ mình sẽ cắt hết, quăng hết mấy đồ này trên đây đi. Cũng có khá là nhiều đồ nè. Mình có nên chế tạo thêm một vài quả Ultra Ball không ta? Thôi, mình trong thời gian giữa thời tập thì nếu mình rảnh mình sẽ chế tạo thêm. Còn bây giờ chắc là đủ rồi đó mọi người. Và để mình cất hết mấy cái đồ đạc vào trong này hết nha. Đó. Và cái Ultra Ball này thì mình sẽ cất vào đây luôn. Chắc mình cũng nghĩ là mình đủ rồi đó. Nếu thiếu thì mình sẽ qua cái shop này mình mua luôn. Còn ok. Còn bây giờ mình sẽ đi farm level cho em Chameleon một xíu để em này lên level 36 để gọi là em đó có khả năng có một cái khả năng gọi là khống chế được em Rodon rất là tuyệt vời luôn đó. Thôi, còn bây giờ mình sẽ đi vòng vòng farm level cho em này luôn. Nhưng mà trước khi farm level cho em Chameleon đó mọi người, bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ chế tạo một cái cũng khá là đặc biệt, đó là cái combat, đó là cái mình cần cái này á để tìm được vị trí của mấy em Pokemon, tìm được vị trí của những cái địa điểm đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cần mấy thanh gỗ nè, nhưng mà mình thiếu sapling, mình thiếu cái hạt giống đó mọi người. Có đi không? Có luôn à? Ok, đủ rồi đủ rồi đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái combat. Trước tiên cần combat thì cần sắt nè, cần redstone nữa. Rồi, và để bây giờ mình bấm công thức luôn cho nhanh. Cái combat và cái natural combat, cái gọi là cái la bàn của tự nhiên đó mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ cắt hết đồ vào. Gỗ thì mình sẽ cắt lên này luôn. Rồi, và với cái này thì mình có thể đi tìm được những cái biome đó mọi người. Những cái như là mình có thể tìm được sa mạc nè, tìm được biển nè, rất là nhiều thứ luôn. Rồi, còn bây giờ mình sẽ chỉ cần mình sẽ sử dụng cái này nhé. Và mình chỉ cần ghi là sa mạc là desert, desert. Đó, và mình sẽ bấm vào này. Và star search. Rồi, và cái vị trí cái này là trừ 400 trừ 1868 đó, ở bên góc bản đồ đó, ở bên trái đó mọi người. Hơi khó nhìn nhưng mà thôi mình ráng sử dụng vậy. Rồi, và ở đâu trừ 400 một trừ 1868. Ủa, ở đâu bên tít lít bên này luôn nè mọi người, khá là xa luôn á. Mình sẽ đi lên từ bây giờ, mình sẽ follow mình một phát. Thì mình hiện tại là mình đang đây, mình sẽ đi lên hướng này. Đúng rồi, mình sẽ đi lên hướng này. Chết chết, đây một xíu nữa. Rồi, và trời cũng đã bắt đầu tối luôn rồi. Thôi, mình sẽ đi trong ban đêm luôn. À, đúng rồi. Đó, mọi người thấy cái chữ distance á, nó đang đang gọi là đang gần lại, đang nhỏ lại. Là mình đang đi đúng hướng đó. À, bây giờ mình sẽ đi tới đó một cách nhanh chóng luôn nha. One hour later. Rồi, ok, mình đã tìm thấy được vùng sa mạc rồi nè mọi người. Ok, và em Rodon nó sẽ xuất hiện vào buổi sáng nha mọi người. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ nhân tiện buổi tối á, thì mình sẽ đi vòng vòng khám phá khu vực này và sẵn tiện thì farm level cho em Chameleon luôn. Rồi, và em Chameleon thì sẽ gặp một em nào đây, em Sandias, một em Pokemon khác. Hình như đây là em Pokemon của Gen 8 đó mọi người. Nhưng mà em nó dùng một chiêu ru ngủ mình rồi. Ok, tiêu diệt em này rồi. Ở đây có một em Kanshi đây, em xương cây xương rồng. Rồi, flamethrower luôn, one shot luôn. Và được một cái xương rồng và một cái Okaberry. Thì mình cũng không cần lẫm cái đó. Em này level 25. Em này level 22. Và nếu đánh bại được em này thì hình như mình sẽ lên tiến hóa, lộn, lên level 35 phải không ta? Ui, chưa lên level 35 luôn. Còn một tí xíu nữa.
Bên này mình sẽ bật cái heal lại một phát luôn nha. Và bên này thì sẽ có em Sandgrill, em Pokemon nhím á. Một em Pokemon nhím cát đó mọi người. One shot luôn là và lên level 35 luôn rồi. Ở bên kia có em Katus nữa kìa. Mình sẽ xem nghĩ nghĩ á, xung quanh này có em Pokemon nào mới mới không. Có một em Pokemon khá là kỳ cục luôn á. Rồi ok, mình sẽ dùng Flamethrower. Ở đây có một em Garchomp nè. Đó, em Pokemon này cũng khá là, mình cũng cực kỳ thích luôn. Đó, một em Pokemon hệ rồng đó mọi người. Và Pokemon heal là một phát. Và mình sẽ cố bắt em đó luôn nha. Đó, em đây nè. Nhìn em này khi tiến hóa cấp 3 lên á, cũng cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà em này mới level 14 thôi. Mình rất là lười cày level cho mấy em này luôn đó. Mình sẽ kiếm một em Garchomp nào đó gọi là mạnh mạnh một tí xíu để mình thu phục. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vòng vòng đi farm. Sắp lên level 36 luôn rồi mọi người, rất là. Em này level 36 một cái tí tẹo à. Khá là buồn cười. Ok, farm tower. Ở đây có em cá sấu nè. Em cá sấu đó cũng khá là một em Pokemon của nhân vật chính trong phim Pokemon đó mọi người. Khá là xịn sò đó. Rồi, farm tower. Ok, lên. Ui, chưa lên luôn. Một tí xíu nữa. Pokemon heal lại một phát luôn. Quấn mấy em này cũng tốn khá là nhiều máu đó nha. Pokemon cá sấu nè. Xịn sò thực sự. Và farm tower. Ok, ok, và không biết là có bắt được em này không ta. Sẽ dùng slash thử, không biết có. Ui, nhưng mà lên lực level đúng nè. Chuẩn bị tiếng hóa đi mọi người. Đây rồi, đôi giày đây rồi. Và em Chameleon của mình sẽ tiếng hóa thành dạng Charmander. Khá là xịn đây nè. Rồi, tiếng hóa đi. Ok. Nhưng mà tiếng hóa em này được học một chiêu Wind Attack. Mình sẽ thay thế bằng chiêu này ta. Thay thế bằng chiêu slash này đi. À, lên level rồi. Thì em này có một cái em Chameleon này bay cũng khá là khó luôn đấy mọi người. Đây W là mình sẽ mình chưa hiểu cái cơ chế bay của em này lắm nha. À đúng rồi, biết rồi. Nút S là mình sẽ ngưỡng đầu đi lên. Còn W là sẽ đi xuống, chúi đầu xuống dưới. S là sẽ ngưỡng đầu đi lên. Còn cách là tăng tốc độ. Thế là mình biết rồi. Cũng hơi khó điều khiển đó. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ cố gắng thuần phục cái cách điều khiển em rồng bay này trong thời gian tới nha mọi người. Còn bây giờ mình giảm tốc độ một xíu để đáp xuống đất. Rồi, ok. Giảm tốc độ, đáp xuống đất. Ok, đáp từ đầu xuống, ok. Nhưng mà em này cực kỳ khó bay luôn. Mình thấy em chim này dễ bay thôi. Mình chỉ cần bấm tới là em này tới, bấm cách là em này bay thôi. Cực kỳ là dễ luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ đi vòng vòng khám phá cái sa mạc này thử có gì không nha mọi người. Sẵn tiện thì mình sẽ farm level cho em một mấy em Pokemon của mình luôn. Ở đây có một em xương này. Em này thì mới level 28 thôi, chưa có thực sự mạnh. Rồi ok, đánh bại em này nhanh luôn. Em này thì em này mình thấy trong phim cũng khá là trẻ trâu luôn á. Rồi và trời cũng sắp sáng rồi đó mọi người. Rồi để bật cái heal lại một phát luôn. Thì cũng sắp gọi là sáng rồi, mình sẽ lấy em Chameleon này mình gọi là đi dạo xung quanh. Rồi. Ở đây có một em Pokemon gì khá là kỳ lạ này. Để mình đáp xuống thử. Rồi. Ui, em này level 50. Gì mà kinh khủng vậy? Farm Tower. Không biết em này có mạnh không ta? Mình sẽ coi thử em này có mạnh hay không. Nếu em này mạnh thì mình sẽ cố gắng bắt em này luôn nha. Rồi và Farm Tower. Ok, dùng chiêu nào đây ta? Em này sắp tới máu vàng rồi nhưng mình muốn tới máu đỏ cơ. Win Attack nghe có vẻ hợp lý nè. Lại thêm một chiêu Win Attack nữa đi. Rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ dùng dùng quả Uchabon đi. Hy vọng em này vào. Đó, vào hay không? Rồi và có vào hay không đây? Ok, bắt được em này rồi. Em này tên là Claydon, một em Pokemon hệ gì đây, hệ tâm linh nè. Đúng rồi, em này là Pokemon hệ tâm linh và có chịu up power khá là mạnh nè, và hệ tâm linh và hệ đất. Không biết em này còn có dạng tiếng hóa nào nữa không. Ok, ủa em này em này bay được luôn nè. Khá là kỳ lạ, em này có còn khả năng bay nữa đó mọi người.
Ok, đây còn có khả năng bay nữa nè. Xịn sò thật sự. Và ở đây có em rắn, rắn sa mạc. Ôi, nhưng mà em này bay nhìn rất là kỳ lạ luôn. Mình cửa trên đầu với hôm nay nhìn khá là buồn cười. Rồi để bây giờ, nhưng mà em này bay với tốc độ khá là chậm luôn á. Mình thấy không hợp lý thế nào. Còn bây giờ để mình đáp xuống, kiếm này đáp xuống, mình lấy em Charissa. Đó, Charissa bay cho nó khuôn ngầu tí xíu. Đó, tăng tốc độ lên bằng nút đẹp, bằng cách đè space và đi khám phá thôi. Ô, gì mà hết sa mạc luôn rồi. Sao cái sa mạc này nhỏ tí tẹo à? Rồi luôn, sa mạc này sa mạc mini hay sao? Ồ, phải không? Để mình giảm tốc độ một xíu đi khám phá cho gọi là cho nó dễ nhìn quang cảnh xung quanh. Hình như cái sa mạc này hơi nhỏ đó mọi người. Mình thấy là hơi nhỏ rồi đó. Thôi kệ, nhỏ nhưng mà hy vọng nó sẽ xuất hiện em Rodon. À ok, để mình đáp xuống. Không, đi xà xà mặt đất luôn để kiếm em Pokemon này đó thú vị. Rồi và đi nhìn ngó nghe nghi nghĩ xung quanh. Không có em nào hợp lý luôn á ta. Hy vọng Rodon xuất hiện nhanh một tí để mình còn thoát, bởi vì mình mới phát hiện một gọi là một cái bạn chỉ mình cách gọi là khống chế em Rodon đó một cách rất là dễ dàng luôn. Rồi và còn nữa không sao mẹ ơi? Ồ, bên đây còn nữa nè chứ không phải là hết đâu. Rồi và ôi sao mà không, bên đây cũng hết luôn rồi. Cũng khá là nhỏ chứ không có to mấy. Và mình sẽ đi lên, chắc mình bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đất, mình đi vòng đợi em Rodon ra nha. Ê, giảm tốc độ. Ok, rất là điêu luyện luôn. Điều khiển em rồng Charizard này cũng khá là điêu luyện rồi đó. Và ok, bây giờ mình sẽ đi vòng chờ em Rodon ra và đi sẵn đi farm level cho em Charizard này luôn nha mọi người. Ok, và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người thì em Rodon xuất hiện nè. Ô, xuất hiện em Rodon rồi nè mọi người. Ôi, xịn sò. Ở phải bên kia có em gì nữa kìa. Ủa, nhưng mà em đây em Rodon này mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ dùng chích của cái bạn kia. Tự nhiên cái này giống cái cục này rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng chích của cái bạn đó nha. Thì em Rodon này sẽ không có thể đánh được cái em Charizard, bởi vì em Charizard mà có thể bay đó mọi người. Nên em Rodon của mình, em Rodon này không thể đánh trúng. Và mình sẽ dùng chiêu Win Attack. Đó, bởi vì em Rodon của mình chả làm được gì đâu. Và mình cứ dùng Win Attack thì sẽ cẩu máu em này tới máu đỏ và cứ quăng thật nhiều bone và hy vọng vào thôi đó mọi người. Rất là dễ luôn. Đó, là một cái chích cũng khá là hợp lý. Nhưng mà em này có chiêu Solar Beam hay sao á? Phạm Tower. Em này có chiêu Solar Beam rồi. Là em này có khả năng đánh bại được em Charizard. Mình tưởng là em này không có chiêu đó. Không ai rồi, cái chip này không có hữu dụng rồi. No, mình cứ tưởng là cứ là hữu dụng thôi chứ. Không hay rồi. Confusion. No, mình sắp hết Pokemon mất tiêu rồi. 1 hour later. Vào rồi nè mọi người. Ok, sau nhiều lần thử thì mình cũng cuối cùng mình cũng đã bắt được em Legendary đầu tiên. Đó là em Rodon. Ok, để mình bỏ kêu lại cho em này một phát luôn. Và đây rồi. Ơi, đây rồi. Vua sa mạc Rodon. Không, hình như đây là em Pokemon thần thú lửa hay cái gì mà không là một trong những em Pokemon của bộ ba thời tiết đó mọi người. Nhưng mà mình không có rõ là em này được biệt danh là gì nữa, thần núi lửa hả ta? Hay là thằng sa mạc hay cái gì đó không rõ nữa. Nhưng mà em này cực kỳ mạnh luôn nha mọi người. Bởi vì để mình sẽ xem chiêu của em này nha. Em này sẽ có chiêu Solar Beam, Pull Up, Lava Bloom, Scary Face. Không có một chiêu nào của hệ đất luôn. Em này hệ đất mà không có chiêu nào của hệ đất luôn á. Kỳ cục thực sự. Có chiêu Solar Beam này cũng là cực kỳ mạnh luôn đó mọi người. Thì mình sẽ cố gắng trong thời gian nhớ tập á, mình luyện lại skill cho em này, bởi vì em này cần cái skill Earth Wave đó mọi người, động đất á, thì em này mới gọi là thực sự mạnh được. Rồi, để bây giờ mình sẽ xem thử em Hoppa này luôn.
Em hot ba này cũng là một em Pokemon hiền thoại đúng không mọi người? Không biết là có bắt được em này đúng không? Và bây giờ mình sẽ dùng em Charizard thử sức luôn nha. Flame Tower. Trong thời gian gọi là mình bắt em Rodon á thì tự nhiên hai em này xuất hiện luôn á. Và Dragon Breath. Không được. Để từ từ mình sẽ chuyển sang em Rodon test thử sức mạnh luôn nha. Rồi, và thử dùng một chiêu Solar Beam. Ok, hình như chiêu Solar Beam không có tác dụng nhiều với em Hop 3 này mấy. Sẽ dùng chiêu Lava Bloom. Cũng không có tác dụng luôn nè. Khá là cây cú nha. Và nhưng mà em Hop 3 bị gọi là bị skill bị hiệu ứng đốt lửa rồi. Rồi ok ok, và đã bây giờ mình sẽ thử Dust Bowl. Rồi, hy vọng này nếu vào là trong tập này mình bắt được hai Pokemon huyền thoại luôn đó mọi người. Nó là xịn sò con bò luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái tỷ lệ đó là hơi thấp. Bởi vì em này cũng sắp ra đi luôn rồi. Bởi vì em này đang bị dính cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng đốt lửa đó mọi người. Nên tỷ lệ em này vô cũng khá là thấp đó nha. Ok, em này bốc hơi mất tiêu luôn rồi. Thì thật ra thì em này thì mình cũng không biết là có mạnh hay không nữa. Thế bây giờ mình test lại sức mạnh luôn. Rồi dùng em Rodon và sử dụng chiêu Lava Bloom. Trong tập này thì mình đã bắt gặp được hai em Pokemon điện thoại luôn, khá là xịn sò. Một em Rodon, em thứ hai là em Hop 3 này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng bắt được. Gì mà giết luôn em Hop 3 cuối cùng luôn rồi. Không hiểu luôn á. Bên cạnh này có em Gengar này. Rồi, để bây giờ mình sẽ test sức mạnh của em Rodon luôn. Đi trèo lên. Ok, có em boss đầu tiên và test sức mạnh luôn. Cái này thì sẽ là hệ tâm linh hả? Thì dùng Solar Beam thử được không? Thử dùng Lava Bloom. Không có tác dụng mấy, thì dùng Solar Beam. Không biết là có tác dụng hay không nữa. Ui, không có tác dụng mấy đâu mọi người. Lava Bloom. Không được rồi, không được rồi. Mình sẽ end battle một phát. Bởi vì em Gengar, em Rodon của mình á không có chiêu Earthquake. Không có chiêu Earthquake nên em Rodon của mình không có thực sự mạnh. Để bây giờ mình sẽ cái này level 43 luôn nè. Em này cũng em này level 43, em Golem này level 43 sẽ tiến hóa thành dạng thứ hai nè. Bây giờ mình sẽ cố gắng bắt em này luôn nha. Đó, em này thì mình cũng gọi là cũng khá là thích luôn. À, để bây giờ mình sẽ dùng Farm Tower. Đó, cấu máu em này thôi. Và đánh cấu một phát mà gần chết tiêu luôn rồi. Dùng Uchamon thử có vào hay không nha. Hy vọng là vào luôn. Level 43 cũng khá là cao luôn đó. Rồi, và hy vọng là vào. Để mình khỏi đỡ mất công tốn nhiều bone. Và vào luôn rồi. Và em là Charizard của mình rồi. Tiến hóa luôn. Và lột lên cấp chứ nhầm. Cứ nhầm hồi luôn. Và để bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ nhà để mình sẽ qua bên cái chỗ anh này nè, cái chỗ shop á, mình xem thử có bán cái đĩa ớt quay không. Bởi vì bên cạnh cái anh này thì sẽ có anh này cũng có bán đĩa nữa hay sao á, nếu mình nhớ không nhầm là vậy, phải không ta? Hình như là không phải rồi. Cứ tưởng là anh này sẽ bán đĩa skill nhưng mà không phải, cứ nhầm là tưởng là vậy, không quá là buồn luôn. Nhưng mà cái em Rodon nó phải có chiêu skill Earthquake thì em này mới mạnh được. Để trong thời gian giữa tập mình sẽ cố gắng kiếm mấy cái đĩa Earthquake. Không có đĩa nào Earthquake luôn. Rất là buồn luôn á. Hay là mình sẽ lên núi tìm lại cái anh học skill ta. Thôi, để trong thời gian giữa tập mình sẽ cố gắng tìm thôi. Chứ bây giờ cũng khá là muộn rồi. Và nói chung là trong tập này á, mình cũng đã làm được nhiều thứ. Hay là đầu tiên đó là anh này đang nói mà tự nhiên cứ đợi đánh nhau với mình không, bị khùng điên hả? Rồi, thì trong thời gian trong tập này á, mình đã tiến hóa em Charizard của mình lên em Charmeleon của mình lên thành trạng Charizard. Và mình cũng đã bắt được một em Pokemon hiện tại, đó là em Rodon, cực kỳ mạnh bằng quả Heavy Ball. Họ khá là ổn áp luôn. Thì trong thời gian giữa tập á, mình sẽ cố gắng cày level và gọi là tìm lại skill cho em Rodon nha. Thì trước khi kết thúc chắc mình sẽ test sức mạnh với cái em này luôn thử. Lava Bloom. Em này né skill à. Solar Beam. Ui, mạnh thế.
Ôi, em Rodon mày, em Rodon này không có chiêu ớt quay cũng khá là tù luôn á. Không hiểu luôn. Thì ok, thì chắc trong thời gian tập mình sẽ cố gắng luyện lại skill cho em này thôi. Bởi vì bộ skill của em này cũng không thực sự là gọi là bộ skill mạnh đó mọi người. Rồi, ok, còn bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây luôn nha. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye. Bye.